Uh, sư cho con hỏi vấn đề liên quan đến giới vô hình, liên quan đến hiện tượng bong nhập. Kinh Bali có đoạn nào nói đến việc một chúng sanh vô hình có ý thức, có khả năng đi vào thân thể của một vị của một người sống và tác động ý thức của người đó không? Uh, trong kinh Bali thì có, ví dụ như có trường hợp. Ờ, trong kinh hàng ma đó thì uh, có một cái uh, con già xoa nó chui vào ở trong cơ thể uh, cụ thể là trong bụng của ngài một kiền liên và đấy đời uh, trong um, xin nhớ coi như là nga quỷ sự hả nga quỷ sự hay là trong uh, chú giải pháp cứu uh, thì có trường hợp một cái con ngạ quỷ Làm mẹ Làm mẹ của một vị sa di Khi mà Cái vị sa di này tính hoàng tục á Thì con Cái cái, cái con dạ xoa này đó Nó nhập vào Cái vị sa di Để nó điều khiển vị sa di này nó Để Để cho vị sa di này sợ Sợ Mà không có hoàng tục Đấy thì trong kinh rồi trong tạng luật cũng có một số trường hợp đề cập đến là vì một vị tu sĩ bị phi nhân nó nó nhập có Nếu quý vị hỏi trong kinh tạng có hay không thì nói rằng là có Uh, rồi trong kinh á sáng Năng chi thì cũng có nhưng mà uh, thời nay đó thời nay nó không như thời xưa thời đức phật đó, thì các cái vị thánh còn nhiều các vị chứng thiền còn nhiều uh. Uh, cho nên đó là các ngài dùng cái thần thông ấy, các ngài biết được là chúng sanh đó có bị cái phi nhân họ nhập vào hay không và trường hợp nào là đơn thuần là họ bị điên chứ không phải như vậy nhưng mà thời nay thì à, thần thông thì không có cho nên mình phải loại trừ cái trường hợp mà bị à, à, chạm người là tổn thương thần kinh phải giải, giải quyết cái trường hợp đó trước rồi mới tính đến cái chuyện là họ có thật sự bị phi nhân nhập hay không có những nơi mà nổi tiếng vì cái chuyện là trục vong thì cá nhân sư á, thì sư thấy là nó hơi ẩu bởi vì đầu tiên là mình phải xét coi người ta là có bị cái vấn đề thần kinh hay không. Phải xét đó trước. Tại vì nó như thế này nè. Ờ, có một cái uh, hôm đó, hôm đó là cái hôm mà hôm rằm tháng 7, hôm hôm rằm tháng 7. bác sĩ trực trực đêm á. Trực đêm. À, cấp cứu thì à, có à, có cặp vợ chồng dắt ông già mình à, vô à, lúc đó trời đang mưa nữa dắt ông già mình vô cấp cứu à, nói là ông, ông già ông già lại chui vô một góc gốc ông, ông rung ông rung ông sợ thì bác sĩ mới hỏi chuyện gì chuyện gì thì à, mới mới biết là ông già đó hôm đó ngày hôm đêm rằm tháng 7 nữa thì thấy thấy có người vô nhà thấy có người vô nhà mà cái người này á cái người này là cái ông là cái người hàng xóm cái vấn đề là ông hàng xóm ông chết rồi ổng chết rồi mà ông già đó thì ổng thấy ông thấy mà cái cái tử trạng của ông hàng xóm thì nó thê thảm quá cho nên là ông thấy ông sợ ông giảm sợ rồi ông ông lên ông hoảng ông ông giảm hoảng thì hai vợ chồng không biết làm gì hết bây giờ, bây giờ thì tạm thời dắt vô trong bệnh viện để bác sĩ tiêm cái mũi an thần để để hôm sau kiếm kiếm thầy đi cúng thì bác sĩ nói bây giờ cũng lỡ rồi công lỡ rồi uh, tim ăn thần thì cũng tiêm trong mũi để mà dịu dịu cơn xuống nhưng mà đề nghị là đi chụp em trai thì trong khi á, trong khi mà ở ngoài đang mấy 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 bậy tá đó uh, ngay 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 cái đêm rầm mà đang uh, ngay, ngay uh, nửa đêm nữa nửa đêm nữa hôm đụng chuyện ma mấy bà khoái lắm mấy bà khoái lắm bàn bàn đây cái thầy này giỏi bà kia thầy thầy bà chỗ này giỏi chỗ kia giỏi đó linh linh ứng lắm đang bàn sơm tụ như vậy đó thì cũng chờ chờ kết quả em trai hồi chờ kết quả em ra ra thì bác sĩ nó hội chẩn mình nói là ở trong bị ông già bị đột quỵ nó bị tắt cái mạch máu não ở trong á bị đột quỵ thì hên là phát hiện sớm cho nên là cũng không vấn đề gì À, thì à, nhập viện theo dõi và chữa thì người ta mới chân hưởng, nói đấy để đi đi uh, mai đi đi thầy uh, để cho mấy thầy pháp rồi mấy ông sư làm uh, phép chứ còn cái cái gì mà Đột quỷ ở đây thì bác sĩ mới giải thích đó ông à, bác sĩ mới giải thích đó. là khi mà cái thần kinh của mình á nó, nó bị tắt nó bị tắt tắt cái mạch máu ở trong ấy. nó bị đột quỵ nhưng mà nó nhẹ thôi nó nhẹ thôi và cái não mình cái dây thần kinh ở trong mạch máu ở trong nó bị tổn thương ấy. nó sẽ chèn ép dây thần kinh và nó sẽ khiến cho đối tượng nghe hoặc nhìn thấy ảo giác hoặc là họ sẽ cảm thấy có ai đó ở trong người của họ mà đang nói chuyện giống như có ai mà nhập vào trong người họ vậy đó rồi họ sẽ có những hành động bất thường nhưng mà đó là do bị tổn thương thần kinh à, cho nên à, trước khi mà mình à, vội phán đoán một cái trường hợp nào đó là à, vong nhập à, hoặc là bị à, phi nhơn ám thì làm ơn làm phước đi chụp em ra giùm sư có nhiều trường hợp có nhiều trường hợp gặp sư gặp sư nói nói sư con bị vong nhập con bị phi nhân này nọ kia sư nói đi chụp em trai sư đưa sư kết quả em trai sư cầm kết quả em Rai xong rồi mới nói chuyện sư đang nghiêm túc sư không phải là sư nói người ta bị thần kinh đừng có nghĩ như vậy mà nó có thể là mình bị độc quỵ rồi bị nó nó, nó bị một cái, cái cái mạch máu ở trong não mình nó bị tổn thương nó có khả năng như vậy chứ không phải đừng có nghĩ là à, sư chửi người thì bị khùng người cái bị điên thì không phải nha không phải nha à, thì mình phải loại trừ trước chứ còn mà mình chưa gì hết mà mình nhào vô mình phán mình nhào với mình phán à, là phán đúng thì nó không sao, đương nhiên phán đúng thì đương nhiên không sao, nhưng mà phán trực mình làm chậm trễ cơ hội chữa trị của người ta, thì mạng người là quan trọng, mạng người là quan trọng, ai chịu trách nhiệm? À, sư sư tinh tâm linh, à, sư tinh tâm linh, sư tinh là có cái hàng phi nhân, rõ ràng là sư tinh, sư tinh có chư thiên, sư tinh có cảnh cõi cõi trời, có địa ngục đương như là sư tính và sư cũng khẳng định là có trường hợp là phi nhân uh, họ sẽ nhập có nhưng mà làm ơn làm phước dùng phương pháp loại trừ dùm tại vì thời nay người không có phật thần thông nha không có ai có thần thông hết trơn á dùng phương pháp loại trừ dùm chứ còn mà chưa gì hết mà cứ nhào vô phán thì phải nói là phán ẩu thì nó tội nghiệp người ta cho nên Ừ, lỡ sau này cũng vậy ai mà nói sư là sư ơi con có cảm giác là con bị người này ếm rồi bị vong nhập rồi bị cái này cái kia thì sư kêu quý vị đi chụp em trai đừng có nghĩ là sư chẳng chữ khéo quý vị nha không phải như vậy ha mà mình đang làm việc và đang nói chuyện một cách nghiêm túc ừ.